Quang Vũ xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại Vũ đang đứng trước cái cổng làng Hoa Sa Đéc. Còn khoảng một tháng nữa là tới Tết năm 2019 rồi. Thì hôm nay mình muốn cho các cô chú, các anh chị và các bạn xem lại cái không khí mà chuẩn bị hoa Tết ở làng Hoa Sa Đéc. Rồi mình sẽ mời các anh chị đi theo Vũ để dạo quanh một cái vòng khu làng Hoa Sa Đéc trước khi mình nhìn ngắm những cái bông hoa rất là đẹp ở làng Hoa Sa Đéc nha. Rồi mình sẽ đi vào làng Hoa Sa Đéc. Khi mà mình vào làng hoa thì mình sẽ đi qua một cái cầu.